Chào anh em ha. Thì ở đây anh em sẽ thấy đây là một cái timer hai kim, thì gọi là timer đôi ha. Ha. Thì cái timer này mình có thể ứng dụng để mình làm cái mạch luân phiên được. Nhưng mà giả sử này, mình mua không có cái loại này, hoặc là do nó giá thành nó cao quá. Ha, mình làm sao? Và trong khi mình lại chỉ có cái loại là nó chỉ có một kim thôi. Thì làm sao? À, thì ở đây do đây đang sử dụng nguồn 24V ha, thì những thiết bị này 24V, tất toàn bộ những thiết bị ở đây 24V hết, cả công tắc cả timer. Thì mình sử dụng những cái này, mình thay thế cho cái này ha. Đây là loại điện tử, đây là loại kim. Thì anh em sẽ thấy mình sẽ dùng hai con timer, gọi loại thường thôi, không phải là loại hai loại timer đôi nha, để mình thay thế nó. Và anh em xem cái mặt nó làm việc nhé. Đó. Thì và cái này mình kết hợp qua gì, mình đấu qua domino ha anh em ha, tất cả của domino hết. Ok. Đây. Em mình sẽ mình đây là nút nút dừng này. Đang dùng cái nút stop là nút dừng, còn cái này là nút khởi động, bấm này. Đó. Thì cái mạch nó có trong cái khóa đào tạo basic nhá. Điện công nghiệp cơ bản ha. Anh em tham gia thì sẽ được đào tạo để mình làm. Quan trọng là mình trong cái khóa này thì nó hỗ trợ anh em hiểu hiểu cái cụ điện và để thiết kế nó. À, và có những cái mặt mà thực dụng nhất mình đưa vào đó. À, ok. Đây chính là cái mình thiết kế ha. Trong một góc để mình đấu. Ok nè. Chào nhá. Hẹn gặp lại anh em trong cái khóa basic. Hiện tại khóa basic có hai bạn ha. Đây này.